phòng không Israel lộ điểm yếu trí tử sau đòn tập kích UAV của Hezbollah. Israel chuẩn bị mở thêm mặt trận mới tấn công vào Liban từ hướng đông. yếu tố khó lường trong bầu cử tổng thống Mỹ tại các bang chiến địa. Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc xin lỗi đội biệt kích Simido sau hơn nửa thế kỷ. Cuộc tấn công dữ dội của lực lượng Hezbollah vào một căn cứ quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Israel đã cho thấy điểm yếu chí tử của mạng lưới phòng không mà Israel đang triển khai. Cuộc tấn công cũng khiến các nhà lãnh đạo của nước này đau đầu trong bối cảnh Israel đang phải nỗ lực xóa bỏ mối đe dọa từ nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn, dù đã tiến hành một đợt chiến dịch ném bom lớn, thậm chí là chiến dịch tấn công trên bộ. Hezbollah đã phóng một máy bay không người lái từ miền Nam Liban vào Israel. UAV này đã xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel mà không bị phát hiện, đồng thời tấn công căn cứ của lữ đoàn Golani cách biên giới Israel khoảng 64 km. Lữ đoàn Golani được coi là đơn vị bộ binh tinh nhuệ của Israel đã được triển khai đến miền Nam Liban trong khuôn khổ hoạt động trên bộ của Israel tại đó. Vụ tấn công xảy ra vào ngày 13 tháng 10 sau 19 giờ tối theo giờ địa phương khiến hơn 64 người thương vong. Mặc dù quân đội Israel chưa công bố bất kỳ thông tin chi tiết nào về địa điểm bị tấn công, nhưng các bức ảnh từ hiện trường cho thấy máy bay không người lái đã tập kích vào phòng ăn của căn cứ. Thời gian và địa điểm diễn ra cuộc tấn công cho thấy Hezbollah đã thu thập đủ thông tin tình báo và có khả năng đã tính toán để gia tăng con số thương vong. Đây được coi là cuộc tấn công đẫm máu nhất của Hezbollah bên trong lãnh thổ Israel kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Các chuyên gia nhận định, vụ tấn công cho thấy mối đe dọa từ Hezbollah ngày càng trở nên khó lường. Hệ thống phòng không của Israel được coi là một trong những hệ thống phòng không tốt nhất thế giới, đánh chặn và phá hủy hầu hết các tên lửa bắn về phía nước này. Nhưng chúng được thiết kế và phát triển chủ yếu để chống lại tên lửa và rocket, chứ không phải máy bay không người lái có thể phóng từ bất cứ đâu với khả năng bay thấp, chậm và chuyển hướng nhanh chóng. Dù lực lượng phòng vệ Israel không nói rõ loại máy bay nào được sử dụng trong cuộc tấn công hôm 13 tháng 10, các chuyên gia cho rằng rất có thể đây là máy bay không người lái misad mà iran gọi là ababin những máy bay không người lái uav như vậy khó phát hiện hơn vì chúng có kích thước nhỏ rất nhẹ có độ phản xạ radar rất thấp có thể thấy iran và các đồng minh đang tìm cách áp đảo hệ thống phòng thủ của israel họ đã bổ sung thêm máy bay không người lái vào chiến lược tấn công sau khi xác định được điểm yếu trí tử của israel các máy bay không người lái do hezbollah triển khai vào cuối tuần đã lọt qua hệ thống cảnh báo của israel các binh sĩ trong phòng ăn của căn cứ quân sự đã bị tấn công mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Trong các cuộc chiến đấu du kích, điều quan trọng nhất thường là khả năng tiếp tục chiến đấu và gây ra tổn thất cho đối phương. Việc liên tiếp tấn công vào lãnh thổ Israel cho thấy quyết tâm chiến đấu của Hezbollah bất chấp những đòn giáng mạnh mẽ mà họ phải chịu. Quân đội Israel được cho là đang chuẩn bị mở thêm mặt trận tấn công bộ binh mới vào Liban, xuất phát từ hướng đông gần biên giới Syria. Động thái được triển khai đúng nửa tháng sau khi quân đội Israel đưa bộ binh tiến vào quốc gia láng giềng từ phía nam để thực hiện mục tiêu xóa sổ các cơ sở của phong trào Hezbollah tại khu vực gần biên giới. Theo truyền thông Israel, nhiều nguồn tin khu vực cho biết quân đội nước này những ngày qua đã tiến hành ra phá mìn, đồng thời thiết lập thêm các công sự và rào chắn mới trên giới tuyến giữa cao nguyên Golan và khu phi quân sự MDZ giáp biên giới Syria. Động thái này của quân đội Israel được cho là nhằm chuẩn bị cho việc mở thêm một hướng tấn công bộ binh mới vào Liban từ phía đông. Trước đó, đêm 30 tháng 9 vừa qua, quân đội Israel đã triển khai bộ binh tiến vào khu vực phía nam Liban để tấn công phong trào Hezbollah. Lực lượng phòng vệ Israel khẳng định chiến dịch tấn công là hạn chế, được khoanh vùng và có mục tiêu cụ thể. Thời gian triển khai chiến dịch có thể kéo dài chỉ vài tuần nhằm xóa sổ các cơ sở Hezbollah gần biên giới Israel. Song song với tác chiến trên bộ, quân đội Israel liên tục duy trì các cuộc không kích dữ dội vào cả khu vực phía đông, phía nam, ngoại ô thủ đô Beirut và mới đây là khu vực phía bắc Liban. Các cuộc tấn công của Israel đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường và buộc khoảng 1,3 triệu người Liban phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Đặc biệt, quân đội Israel bị cáo buộc nhiều lần tấn công trực tiếp lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Nam Liban khiến nhiều binh sĩ bị thương, gây ra làn sóng phản đối và lên án mạnh mẽ trong dư luận khu vực cũng như quốc tế. Chỉ ba tuần trước cuộc bầu cử được dự đoán là vô cùng xích sao, một yếu tố khó lường nữa đang xuất hiện. Đó là, tại mỗi bang chiến địa có ít nhất một ứng cử viên tổng thống của đảng thứ ba hoặc ứng cử viên độc lập trên lá phiếu. Không ai trong số những ứng cử viên này có thể tiến gần đến chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Theo cuộc thăm dò của New York Times công bố tuần trước, Greenstein, ứng cử viên của đảng xanh, đang có khoảng 1% phiếu bầu trên toàn quốc ứng cử viên của Đảng Tự do Charles Oliver cũng nhận được tỷ lệ ủng hộ tương đương. Tuy nhiên, sự xuất hiện của họ trên lá phiếu ở một số tiểu bang có thể lấy đi một số lượng phiếu bầu của các ứng cử viên đảng lớn đủ để làm thay đổi cuộc bầu cử theo cách nào đó, thậm chí đảo ngược tình thế tại đại cử tri đoàn. Tình huống như vậy gọi là hiệu ứng kẻ phá đám. Để trở thành kẻ phá đám trong cuộc bầu cử, ứng cử viên của đảng thứ ba hoặc ứng cử viên độc lập sẽ phải có lượng ủng hộ lớn hoặc cuộc bầu cử phải cực kỳ xích sao. Trong những năm gần đây, Đảng Dân chủ công khai quan ngại hơn Đảng Cộng hòa về tác động của các ứng cử viên đảng thứ ba. Cuộc bầu cử lần này cũng không ngoại lệ. Theo quan điểm của họ, mọi lá phiếu không dành cho Phó Tổng thống Kamala Harris đều là phiếu bầu cho cựu Tổng thống Donald Trump. Kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng có thể được định đoạt bằng vài nghìn phiếu bầu tại một số ít tiểu bang. Những cử viên của đảng thứ ba vẫn là mối đe dọa lớn. Bang Wisconsin và bà Stein là những vấn đề đáng lo ngại của Đảng Dân chủ. Năm 2016, bà Sten giành được 31.072 phiếu tại Wisconsin, lớn hơn biên độ 22.748 phiếu bầu mà ông Trump đã đánh bại Hillary Clinton tại bang này. Khi đó, nhiều thành viên đảng Dân Chủ cho rằng thất bại của bà Hillary tại đây là do mất phiếu bầu vào tay bà Sten. Đảng Tự do thường liên kết chặt chẽ hơn với Đảng Cộng hòa và có nhiều khả năng bỏ phiếu chéo hơn, nhận được tới 106.674 phiếu bầu tại bang Wisconsin trong cuộc bầu cử năm 2016. Trong nhiều tháng, các nhóm vận động của Đảng Dân chủ đã nhắm mục tiêu vào các ứng cử viên bên ngoài bằng cách tìm cách ngăn chặn họ có tên trên phiếu bầu, kết quả không phải lúc nào cũng như họ mong muốn. Các nhóm này đã chỉ ra bằng chứng về việc đội ngũ vận động của Đảng Cộng hòa và đồng minh của ông Trump đã giúp một số ứng cử viên Đảng thứ ba hoặc ứng cử viên độc lập có tên trên phiếu bầu. Họ cho rằng đây là nỗ lực nhằm chia rẽ và làm suy yếu lá phiếu của Đảng Dân chủ. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc lần đầu tiên xin lỗi về cái chết của các thành viên đội biệt kích bí mật cách đây nửa thế kỷ, những người được huấn luyện để hạ sát lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hãng tin Yonhap ngày 15 tháng 10 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-hyun đã xin lỗi các thành viên của đơn vị biệt kích 684, hay còn gọi là đơn vị Simido của quân đội Hàn Quốc lời xin lỗi của Bộ trưởng Kim được đại diện đọc tại buổi lễ khởi công khai quật truy tìm hài cốt của bốn thành viên Simido bị hành quyết và chôn vùi vào năm 1972. Cầu mong những người đã hy sinh trong sự kiện Simido yên nghỉ và tôi bày tỏ lời xin lỗi và chia buồn sâu sắc đến tang quyến vì nỗi đau buồn của họ, ông Kim nói. Đơn vị 684 được cơ quan tình báo và không quân Hàn Quốc thành lập vào năm 1968 sau sự kiện Triều Tiên cử một đội thích khách tấn công phủ tổng thống Hàn Quốc vào năm đó cơ quan tình báo Hàn Quốc ban đầu tính tuyển mộ các tử tù cho đội biệt kích này, nhưng báo cáo năm 2006 của Bộ Quốc phòng nói rằng các sĩ quan tình báo đã tuyển dân thường. Các thành viên 684 được huấn luyện khắc nghiệt trên đảo Simido tại Hoàng Hải cho nhiệm vụ đột nhập và ám sát lãnh đạo Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, đơn vị này chưa từng được triển khai để thực hiện nhiệm vụ. Từ năm 1968 đến năm 1971, 7 trong số 31 thành viên của đơn vị mất mạng, trong đó có người bị hành quyết vì đào ngũ, đe dọa người huấn luyện. Do bị đối xử bất công, các thành viên Simido đã nổi loạn, giết chết những người huấn luyện và đào thoát vào năm 1971. Sau khi về đất liền, họ cướp xe buýt và tiến về Seoul. Hầu hết thiệt mạng trong cuộc giao chiến với quân đội và cảnh sát tại miền nam Seoul. Tòa án binh sau đó tuyên án tử hình 4 người sống sót và thi thể họ được cho là được chôn tại Nghĩa Trang ở Goyang, phía bắc Seoul. Sự tồn tại của đơn vị này chỉ được biết đến rộng rãi khi bộ phim Sinbido được công chiếu vào năm 2003 dựa trên câu chuyện của các thành viên đơn vị. Năm 2022, Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Chính phủ Hàn Quốc đề nghị điều tra và tìm kiếm nơi chôn cất các thành viên 684, khai quật hài cốt và xin lỗi các nạn nhân.